Wow, thằng Út bên này chạy mới càng ghét nữa. Đó, khách chị đấy. Chị mới gọi là chị chứ. Chị bi bô luôn. Chị con, ơi, bô nhẹ lắm chứ, chị bi cho nó đầu lại đó. Chị ra bô luôn, bô đó. Chị lãnh tiền cho tôi bi, tôi chia tiền hỗ trợ tiền dầu không ơi. Wow, đây năm hai ấy, năm hai ông quen gì kinh tế quên rồi. À, năm hai hơn. Thấy thương không? Thêm khói nữa. Xin hàng nhiều khó khăn. À, Phan Thiết đồ nó không ấy, khu lẹt đi chắc nó dở cho khu lẹt đi. Chuồng bọng Bình Định nó gì ở đây nhiều quá lắm. Chuồng bọng mình chụp mình đồ gì nó vô nó neo dít kẽn hết mày anh nhanh. Đồ giờ chạy ra mà giờ chạy ra mà tôi mua nó mềm nó chở vô nhìn ớn luôn.
cho bên điện tử không cho bên chưa, còn ai đeo cử ai kẻ đâu.